với sự tham gia của các diễn viên Tần Lam trong vai Phú Sát Hoàng Hậu, Nhiếp Diễn trong vai Càn Long Hoàng Đế, Sa Ti Mạng trong vai Nhàn Phi, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Ngụy Anh Lạc, Hứa Khải trong vai Phó Hằng, Đàm Trác trong vai Cao Quý Phi, Dương Quán Dật vai Hải Lan Sát và một số. Rồi rồi, tới công chuyện này. Để anh nói cho con nghe nè. Con gái là phải mềm mỏng lịch sự, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ví dụ mình không đẹp ở ngoại hình, mình cũng đẹp bên trong tâm hồn. Đây, em giới thiệu với chị. Đừng để mẹ nóng nha. Anh Tí, anh Tèo, anh nào em cũng quý, nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi. Trông cậu cũng đáng yêu đấy, tớ cũng đáng yêu. Chúng mình đi với nhau là đẹp đôi đấy. Đưa chân dạo quanh đây góc phố xa bụi bay và mát. Bụng dẻo đôi má anh ta pha sáp một ly mì gói. Đặt vào đôi má anh muốn chơi với wow oh my god. Phá hoa nà, đập đầu vào đập chém. Revends des kills, revends par beaucoup, je m'allume au shit. Smoke ma bague, gros smoke ma.
đầu không nói vậy đó. Bực mình quá à. Sau khi chia tay thì chúng ta không nên buồn, và không có gì phải buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà hẫm tạnh, mất thằng này thì mình có thằng khác thôi. Cuộc đời mình còn dài, trong cuộc đời. Nghe đâu đây gọi tên anh, em là tên thật lung lay trong anh. Tiêu bạch lên đây lung lay, anh chỉ có 10202.